Người xưa khuyên, che mọc bên mộ cần rời, hai vật trước mộ trở nên giàu có. Câu nói này có ý nghĩa gì? Thưa quý vị và các bạn, trong văn hóa truyền thống, nội dung tang lễ chiếm một vị trí quan trọng, bị ảnh hưởng bởi những tư tưởng phong kiến, văn hóa tang lễ có nhiều kiêng kỵ. Khi hiểu được loại hình văn hóa này, chúng ta cũng có thể trải nghiệm các nghi lễ độc đáo của người xưa. So với các quốc gia khác trên thế giới, văn hóa truyền thống Á Đông, trong đó đặc biệt là Trung Quốc và Việt Nam, có lịch sử lâu đời. Thông qua hiểu biết sâu sắc về văn hóa cổ đại Á Đông này, nhiều người cũng có thể trải nghiệm những nét văn hóa độc đáo của cổ nhân xưa. Trong số nhiều nét văn hóa truyền thống, văn hóa phong thủy tang lễ chiếm một vị trí quan trọng. Mặc dù thời nay trong con mắt của người hiện đại, văn hóa đó không có cơ sở khoa học để chứng minh và được mọi người công nhận. Nhưng người xưa có câu, bổn biên tràng trúc nhu thiên, bổn tiền lưỡng vật thành phú nhân. Có ý tứ là, che mọc bên lăng cần rời, hai vật trước lăng mới trở nên giàu có phú quý. Che trúc mọc bên lăng mộ, tại sao người ta lại chọn cách rời mộ? Hai vật trong nửa sau của câu nói này ám chỉ là hai loại đối tượng nào? Vì sao có hai vật đó trước lăng mộ, con cháu lại trở nên phát đạt giàu có? Sau đây, chúng ta cùng đi tìm hiểu xem ý nghĩa thực sự của người xưa đang nói về điều gì. Thứ nhất, chúng ta sẽ đến với nửa câu đầu tiên. Bổn biên tràng trúc nhu thiên, che mọc bên cạnh lăng cần rời. Như chúng ta đã biết, trong quá trình phát triển của xã hội phong kiến xưa, người ta rất chú trọng đến phong thủy lăng mộ. Trong dân gian có câu, che mọc bên cạnh lăng cần rời, hai vật trước lăng mới trở nên giàu có phú quý. Bằng cách giải thích nửa đầu câu nói này, người xưa tin rằng nếu bên cạnh lăng mộ có tre, trúc mọc thì lăng mộ nên được rời đi nơi khác. Có lẽ nhiều người khi nghe câu nói này lần đầu sẽ cảm thấy rất khó hiểu. Tại sao lại phải rời đi? Nếu không muốn nói, tre còn có lợi ích là tỏa bóng mát, che chở cho phần mộ của các cụ. Thực tế thì như thế này. Người xưa cho rằng cây tre mang hình ảnh của sự ngay thẳng và cứng rắn. Đồng thời cây tre trúc còn được mệnh danh là một trong tứ quý, tùng cúc trúc mai. Không chỉ vậy, các nghiên cứu khoa học hiện đại cũng cho thấy rằng tre có vai trò không thể thiếu trong việc bảo vệ môi trường sinh thái. Bên cạnh đó, tre còn được sử dụng vào trong việc làm nhà cửa. Với nhiều ý nghĩa tích cực như vậy nên lợi ích của tre mang lại cho người xưa là rất lớn. Nhưng sau khi tìm hiểu kỹ về thói quen sinh trưởng của cây tre, người xưa sở dĩ cho rằng cây tre mọc bên lăng là biểu hiện của sự không lành, cũng vì là bởi sức xuyên thấu mạnh mẽ của rễ tre. Như chúng ta đã biết, so với các loại cây khác, tre có khả năng mọc và phát triển rễ rất mạnh. Vì thế, nếu tre mọc cạnh lăng mộ sẽ gây hư hại cho hài cốt của người đã khuất trong lăng mộ. Không chỉ vậy, khi tre bén rễ và lớn lên lại càng khó lấy ra. Theo thời gian, quan tài trong lăng mộ sẽ bị tre tác động và không thể giữ được tình trạng nguyên vẹn như trước. Khi tìm hiểu về các thuyết phong thủy liên quan, bạn sẽ thấy rằng trong thuyết phong thủy truyền thống, người ta tin rằng nếu lăng mộ bị phá bỏ thì sẽ phạm vào phong thủy trước đó. Cái mà các cụ thường gọi là động mồ, động mả. Mộ phần của tổ tiên có ý nghĩa cực quan trọng đối với những người đang sống. Nó ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe, sự nghiệp của con cháu đời hiện tại và các đời sau. Nếu để xảy ra tình trạng động mồ mả mà chúng ta không có cách hóa giải kịp thời thì sẽ gây ra những điều không may mắn cho con cháu sau này. Vì vậy, dựa vào những lý do trên, khi tre mọc cạnh lăng, gia chủ sẽ chọn cách di rời phần mộ tổ tiên sang nơi khác để tránh bị rễ tre làm ảnh hưởng. Tiếp theo, chúng ta sẽ đến với vế còn lại, là bổn tiền lưỡng vật thành phú nhân, tức là hai vật trước mộ thì sẽ trở nên giàu có. Hai vật được nhắc đến trong nửa vế câu sau, hai vật trước mộ thì sẽ trở nên giàu có, đó là chỉ cây đại thụ và cây nấm linh chi. Trong xã hội Á Đông cổ đại, người ta tin rằng nếu trước mộ có một cây cao vút thì nơi đây có thể trở thành cây tre bóng mát cho người đã khuất. Hơn nữa, còn là chiếc ô che chở cho con cháu của người này. Chính vì lẽ đó, nhiều người thích chọn an táng cho người đã khuất ở những tán cây cao vút. Những cây có thể phát triển thành cây cao chót vót thì tuổi thọ càng cao. Những cây như cây tùng tháp và cây thiên tuế đã trở thành biểu tượng tốt lành trong mắt mọi người. Nhiều người còn tin rằng
Người trồng được những loại cây này trước mộ sẽ giàu sang phú quý, gia đình phát triển, tương lai tươi sáng. Vậy còn đối với nấm linh chi thì sao? Qua tìm hiểu về nấm linh chi, có thể thấy rằng đây là một loại dược liệu quý. Nấm linh chi đã là đối tượng được mọi người chú ý từ xưa đến nay. Trong nhiều truyền thuyết có sự hiện diện của nấm linh chi. Điều này khẳng định được tính tốt của nấm linh chi. Trong mắt nhiều người, nếu nấm linh chi có thể mọc bên cạnh hoặc khu vực xung quanh lăng mộ thì đó được cho là biểu tượng của sự hiển linh của tổ tiên. Vì lý do này, nấm linh chi đã trở thành đại diện tốt lành nhất trước lăng mộ. Bất cứ ai trồng nấm linh chi tại mộ sẽ được người đời coi là đứa trẻ may mắn. Con cháu trong gia đình đương nhiên sẽ nhận được sự bảo vệ và phù hộ từ âm phần. Qua một số phân tích ở trên, chúng ta có thể kết luận rằng bằng cách diễn giải câu nói này, người ta có thể cảm nhận được sự quan tâm chú trọng đặc biệt của người xưa đối với lăng mộ tổ tiên như thế nào. Mặc dù không có cơ sở khoa học vững chắc đằng sau những câu nói như vậy, nhưng những câu nói này đã được truyền đời qua hàng nghìn năm nay. Thông tục có thể bất tử và trở thành điều mà con người tin tưởng vào. Ngày nay, với sự thay đổi và ảnh hưởng mạnh mẽ của thời đại, trình độ phát triển trên các lĩnh vực của xã hội cũng được nâng cao tương ứng, nên một phần văn hóa truyền thống cổ xưa cũng dần đã biến mất khỏi tầm mắt của mọi người. Vật đổi sao rời, xem ra câu nói này dường như không còn đúng với sự kế thừa và phát triển của văn hóa trong hoàn cảnh hiện nay, mà chỉ là những kiến thức tham khảo. Bởi trước đây, xã hội cổ đại thì người ta thường chọn cách địa táng. Ngày nay do áp lực, sự ảnh hưởng ô nhiễm môi trường, quỹ đất sinh sống, cho đến sự phức tạp của các thủ tục cải táng, nên mọi người thường đơn giản hóa đi và thường chọn cách hỏa táng một lần. Tuy nhiên, có một điều trước sau chúng ta không thể phủ nhận, đó là chính vì những nét đẹp, văn minh trong văn hóa dân gian cổ xưa được lưu truyền hàng nghìn năm mà một dân tộc của một quốc gia mới có một bản sắc riêng. Những giá trị đó không đơn thuần là văn hóa, mà con cháu đời sau còn thể hiện đạo lý nghìn đời, đó là uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ kẻ trồng cây, nhớ đức cù lao của tiên tổ, nên phải thể hiện lòng thành kính trước thần Phật tổ tiên. Có như vậy, một gia đình, dân tộc mới có thể tồn tại dài lâu. Vì vậy, việc kế thừa, gìn giữ và phát huy những nét đẹp văn hóa truyền thống nghìn đời của cha ông ta, cái mà chúng ta thường gọi là đậm đà bản sắc dân tộc, để ngăn chặn nó biến mất trong làn sóng lịch sử, đó là nhiệm vụ vô cùng quan trọng của chúng ta ngày nay. Quý vị và các bạn thân mến, quý vị và các bạn vừa nghe xong bài chia sẻ Người xưa khuyên, tre mọc bên mộ cần rời, hai vật trước mộ trở nên giàu có. Câu nói này có ý nghĩa gì?